Mấy bữa nay thì Điền Gâu có một người bạn và gửi cho Điền Gâu một cái chai thuốc, nói với Điền Gâu á, đây là hoạt chất mới. Và Điền Gâu xem coi có tận dụng được cái hoạt chất này để hỗ trợ cho quý anh em mua hàng của mình không. Thì đầu tiên tôi coi thử hoạt chất Prothioconazole. Thì đầu tiên là tôi cũng giống như các bạn thôi, và cái định hình đầu tiên là vẫn sẽ là sạch Google. Đúng, mới thật. Nó được phát minh bởi Bayer năm 2004. Và cái tên sản phẩm đầu tiên mà Bayer bán đó là cái dòng sản phẩm Rolin 480g trên lít. Cái hoạt chất Prothioconazole, các bạn thấy cái phần zon cuối không? Nó có bà con ở đâu? Nó có bà con ở Robiconazole trong cái tin Super. Nó có bà con với Ebocyconazole. À, cái Ebocyconazole, mỗi lần tôi có bán một cái sản phẩm có tên là Ebocyconazole nữa. Tebuconazole trong một số dòng sản phẩm của Bayer. Hoạt chất zon là gì? Là cái hoạt chất nó mang cái thiên hướng nội hấp. Khi bạn phun lên lá, nó sẽ hấp thụ qua lá. Khi bạn phun vào thân thuốc, nó sẽ được hấp thụ vào mô thịt bên trong. Ví dụ như cái này, tôi cho anh em xem. Nizoran cream. Hoạt chất là gì? Ketoconazole. Đố anh em cái này nó có tác dụng gì? Nó có tác dụng là mấy bữa nay tôi tự nhiên không biết làm sao nó bị dính lăng ban, tôi không biết. Dính đúng rồi. Mình đưa qua da, nó sẽ nội hấp vào trong. Tác dụng của những cái phần zon. Và cái câu chuyện mà khi mà tôi cầm cái dòng sản phẩm này đó, thì tôi có search lên cái danh mục thuốc bảo vệ thực vật hiện nay, thì đúng là ở Việt Nam nó còn đang khá hiếm. Và đây là một cái thiên hướng hoạt chất trị bệnh. Nó trị bệnh gì? Thì tôi có thấy hai cái con nấm tiêu biểu nhất của cái dòng Prothioconazole này, đó là cái nấm Fusarium và cái nấm Rhizoctonia. Fusarium thì hầu như nó sẽ gây bệnh ở những cái thiên hướng là gần rễ, sát rễ. Ví dụ nó làm cho cái thân nó bị đen, cổ rễ nó bị lở lét. Và đặc biệt là một cái Fusarium cực kỳ quan trọng và khó khắc phục nhất hiện nay, Panama trên cây chuối. Bệnh này gần như là trên thị trường bỏ tay, rất là đáng sợ. Và cái điểm đặc biệt mà tôi thấy từ cái dòng sản phẩm này, từ nhà sản xuất, đó là công nghệ OD. Thì nếu như trước đây các bạn xài nhiều những cái phần có hoạt chất là zon đó, các bạn sẽ thể thấy là nó mang thiên hướng OC là nhiều. Nó mang thiên hướng dầu. Tại vì dầu nó dẫn nhanh, nó dẫn hoàn. Nhưng cái ý đồ nhà sản xuất ở đây là 30 OD, 30% là OD. Mà OD là gì? Là cái dòng sản phẩm nó lai tạo giữa OC và SC, giữa dầu và sữa. Thì chắc chắn là nhà sản xuất họ đang nhắm tới một cái mục đích là làm sao để diệt trừ nấm bệnh nhanh, mạnh, hiệu quả mà vẫn giữ an toàn cho cây, vẫn giữ cho cây một cái màu xanh lý tưởng nhất. Thì ở đây như tôi cầm một cái dòng sản phẩm có cái tên thương mại là Midas 300 OD, và cái hoạt chất là Prothioconazole. Chắc có lẽ cái nhà sản xuất, cái nhà phân phối ở Việt Nam, họ muốn tập trung quánh ở một cái phân khúc, đó là trị bệnh. Thực chất thì đây là một cái hoạt chất mới, và Điền Gâu cũng chưa có nhiều thời gian trải nghiệm với cái dòng hoạt chất này. Thì không biết là ngoài thực tế, ngoài những cái nấm Fusa, ngoài những cái nấm Rhizoctonia ra, thì cái dòng hoạt chất này nó còn mang cái thiên hướng trị bệnh gì nữa? Và với cái nồng độ rất là cao, 30% và là 30 OD, nếu như có điều kiện tôi sẽ trải nghiệm cái dòng sản phẩm này vào trong phân khúc của nhiều cái đối tượng nấm sắp tới, để xem cái điểm lý tưởng của cái dòng sản phẩm Midas 30 OD này là cái gì. Và cái điểm đặc trưng nữa của những cái dòng họ mà mang cái thiên hướng zone đó, thì các bạn biết là nó có một cái đặc tính khá là hay, là không biết nó dựa trên một cái cơ chế gì đó khá là lạ, là khi mà nó phun lên lá đó, thì cái kiểu là trên lá nó sẽ có một cái hệ thống quang hợp, gọi là cái hệ thống lục lạp của cây. Thì khi đưa những cái phần giống như là zone như thế này vô, nó sẽ làm cho cái hệ thống lục lạp đó, nó giống như là cái bộ máy nó được hoạt động, nó mạnh hơn, nó hoạt động nó được trơn tru hơn, và nó giúp cho hệ thống quang hợp của lá mạnh hơn. Cho nên là các bạn để ý khi mà các bạn phun những cái dòng hoạt chất có mang thiên hướng zone, và đặc biệt là cái hoạt chất mới này, Prothioconazole này, nó sẽ làm cho cái màu lá của bạn xanh, và kiểu cái phiến lá của nó rất là dày. Thì đó là những cái gọi là cái tương tác cộng của những dòng sản phẩm hóa chất mà khi mà nhà sản xuất họ muốn bán ra ngoài thị trường. Thì như tôi có nói á, đây là một cái hóa chất nó mang thiên hướng nó trị bệnh. Nó trị bệnh nha. Và cái nồng độ là tới 30 OD, là dường như nó tới 30% rồi. Và 30% cho một cái nồng độ hoạt chất trị bệnh là một cái nồng độ cực cao, một nồng độ rất cao hiện nay. Và với một cái công nghệ nó lai tạo giữa công nghệ nhũ dầu và công nghệ sữa, sẽ cố gắng làm sao trị hết bệnh cho cây mà cây không có mất sức. Các bạn có thể thấy là nó lai tạo giữa sữa và dầu. Nó mang cái thiên hướng bám tốt, mát cây, bám dính tốt, nội hấp tốt. Thì mỗi một cái hoạt chất
mà khi nhà sản xuất họ làm ra, họ đều có một cái ý đồ và một cái hướng đi riêng cho từng cái phân khúc sản phẩm mà họ định vị. Thì đây là hai cái hướng của những con nấm Fusa, Rizoc và thậm chí là những cái bệnh khác, ví dụ như đốm lá chẳng hạn. Thì tôi sẽ có dịp tôi sẽ trải nghiệm cái hoạt chất này ở nhiều những nhóm đối tượng cây trồng khác nhau để xem ngoài thực tế nó sẽ còn làm được những cái bí kíp gì khác nữa. Thì các bạn chờ đợi thì gầu phối cái Rothioconazole này trong thời gian tới nha. Quy cách là 200 mg, hoạt chất là một hoạt chất mới, công ty thuốc bảo vệ thực vật Dubai, và định vị ở phân khúc thị trường cũng sẽ là một cái phân khúc định vị cho một sản phẩm mới cực kỳ khó, không hề dễ. Nhưng có thể trong tương lai và trong tương lai gần, cái Rothioconazole này sẽ bổ trợ nhiều đối tượng khách hàng, cho nhiều bà con dùng cái nhóm hoạt chất này để khống chế thêm nhiều cái bệnh hại mới lạ hiện nay nữa. Thì hy vọng cái clip hôm nay Điền Ngâu làm, anh em có thể có thêm một số tầm nhìn về cái hoạt chất mới Rothioconazole. Bye bye, chào anh em.